Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tuấn Quang Bà Tây. Và hiện tại trước mắt các bạn đang là một chiếc laptop khá là cổ. Đó chính là chiếc laptop Dell Latitude E6410. Hiện tại các bạn có thể thấy là chiếc laptop này hiện tại đang chạy Windows 7 các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ thử xem qua cấu hình của chiếc máy tính này. Và các bạn có thể thấy là hiện tại chiếc laptop này đang chạy một cái cấu hình là con chip Intel Core i5 M520. Cái con i5 này khá là cổ. Con chip này nó không phải là con chip đầu 1, đầu 2 hay đầu 3 gì đó, mà nó chỉ là đời 3 số thôi các bạn nhé. Đó, và hiện tại mức RAM của nó chỉ có 4GB. Nhưng trong video ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cho tất cả các bạn cách có thể cài đặt Windows 11 cực kỳ dễ dàng ở trên chiếc laptop này. Thì hiện tại trên tay mình đang là một chiếc USB đã có sẵn Windows 11. Và chiếc USB này mình đã nạp cái bộ cài Windows 11 chuẩn của Microsoft. Mình đã nạp cái bộ cài ở định dạng là MBR các bạn nhé. MBR là dành cho cái chuẩn boot Legacy của chiếc laptop này. Hiện tại chiếc laptop này chỉ có thể boot được ở định dạng Legacy thôi, chứ còn ở định dạng OEFI sẽ không thể boot được Windows 11. Đó, và sau khi mà đã tạo xong chiếc USB này và bộ cài nguyên gốc từ Microsoft luôn, không có chỉnh sửa gì hết nhé. Đó, và để có thể mà cài được thì bây giờ mình sẽ cần phải cắm chiếc USB này vào chiếc laptop này. Và sau khi mà đã cắm chiếc USB này vào laptop rồi thì bây giờ mình sẽ cần phải tắt máy tính đi. Được rồi, và sau khi mà chiếc laptop đã được tắt hoàn toàn thì bây giờ mình sẽ ấn nút nguồn để bật lại chiếc máy tính. Sau đó mình sẽ ấn liên tục nút F12 trên bàn phím nhé, để đưa máy về chế độ boot menu. Và bây giờ các bạn sẽ đợi một lúc. Được rồi, và sau khi mà đã boot vào USB thành công thì các bạn có thể thấy là đây chính là cái biểu tượng logo của Windows 11. Và bây giờ các bạn sẽ đợi một lúc để cho máy lót vào bộ cài nhé. Được rồi, và sau khi mà bộ cài đã được lót thành công thì các bạn có thể thấy đây chính là giao diện chính của cái bộ cài. Bây giờ thì mình sẽ chọn cái phần Time and Current Key Format này là vùng của Việt Nam nhé. Được rồi, và cái kiểu bàn phím thì mình sẽ để là kiểu bàn phím Mỹ chuẩn US. Được rồi, và sau khi mà đã chỉnh vùng và bàn phím thành công, bây giờ mình sẽ ấn nút Next. Rồi, và bây giờ mình sẽ ấn vào cái nút Install Now ở đây nhé. Được rồi, và sau khi mà nó hiện ra cái bảng như vậy thì các bạn sẽ ấn vào cái nút I don't have a product key. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái phiên bản Windows 11 Pro nhé. Đó, chính là cái phiên bản này. Rồi các bạn ấn nút Next giúp mình. Và tại đây các bạn sẽ nhận được một cái dòng thông báo là This PC can't run Windows 11. Tức là máy tính của bạn không thể chạy Windows 11. Để có thể mà vượt qua được cái lỗi này thì các bạn sẽ cần phải gọi cái lệnh CMD lên cho mình, bằng cách là các bạn sẽ ấn tổ hợp phím Shift và phím F10 trên bàn phím nhé. Được rồi, và sau khi mà các bạn ấn ý, thì nó sẽ hiển thị ra một cái cửa sổ CMD như vậy. Các bạn sẽ gõ cho mình một cái dòng lệnh là regedit. Được rồi, và sau khi mà đã gõ xong cái dòng lệnh này, các bạn sẽ ấn phím Enter giúp mình. Và sau khi mà các bạn gõ xong cái dòng lệnh này thì nó sẽ hiển thị ra một cái cửa sổ regedit như vậy. Rồi, các bạn sẽ ấn vào cho mình cái mục là HK Local Machine này nhé. Các bạn lưu ý là đúng cái mục này. Sau đó các bạn sẽ click vào và nó sẽ hiển thị ra như vậy. Các bạn sẽ chọn tiếp đến cho mình đến cái mục là System. Rồi, và các bạn sẽ chọn tiếp đến cho mình cái mục là Setup ở đây. Và tại cái mục Setup này thì các bạn sẽ chuột phải vào, rồi các bạn sẽ chọn vào New. Sau đó các bạn sẽ chọn là Key giúp mình nhé. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình một cái thư mục là Lab Config. Đây, đúng cái từ khóa như vậy nhé. Các bạn có thể nhìn rõ cái từ khóa đó hơn ở đây. Được rồi, và sau khi mà đã gõ xong cái từ khóa này, các bạn sẽ ấn phím Enter giúp mình. Và sau đó thì các bạn sẽ cần phải chuột phải vào cái thư mục Lab Config mà các bạn vừa tạo này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là New. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là Default 32 bit value này nhé. Rồi các bạn sẽ gõ cho mình một cái từ khóa là Bypass TPM Check. Và các bạn có thể nhìn rõ cái từ khóa đó hơn ở đây. Được rồi, sau khi mà đã gõ xong cái từ khóa này, các bạn ấn phím Enter để lưu lại. Và các bạn sẽ cần phải tạo tiếp một cái file nữa. Các bạn sẽ tiếp tục chuột phải vào cái mục Lab Config này. Rồi các bạn sẽ chọn vào New. Sau đó các bạn sẽ vẫn tiếp tục chọn là Default 32 bit value này. Rồi các bạn sẽ gõ cho mình một cái từ khóa là Bypass Secure Boot Check. Và các bạn có thể nhìn rõ cái từ khóa đó hơn ở đây. Được rồi, sau khi mà đã gõ xong cái từ khóa này thì các bạn sẽ ấn phím Enter giúp mình. Và được rồi, và sau khi mà đã tạo xong hai cái file này ở trong cái thư mục Lab Config, các bạn sẽ click vào từng cái một giúp mình nhé. Các bạn click vào và các bạn sẽ chỉnh sửa cái value data này thành số 1 giúp mình, từ 0 thành 1. Đó, và sau khi mà đã chỉnh thành 1 thành công, các bạn sẽ ấn nút OK. Và kể cả cái dòng 2 này cũng vậy, các bạn cũng sẽ chỉnh thành 1 luôn. Đó, và sau khi mà đã chỉnh xong hết hai cái giá trị này thành 1, các bạn sẽ tắt cái bảng này đi. Rồi các bạn tắt luôn cái bảng CMD này đi. Sau đó các bạn sẽ ấn nút quay lại.
Rồi các bạn sẽ chọn lại cái phiên bản Windows 11 Pro và các bạn ấn Next. Đó, và các bạn có thể thấy là ngay lúc này mình đã vượt qua được cái lỗi lúc nãy và mình đã next được vào bên trong bộ cài nhé. Bây giờ mình sẽ chỉ việc ấn vào cái nút I accept the Microsoft Software License Term này. Đó, rồi mình sẽ nút next. Và các bạn sẽ chọn là Custom. Và lúc này các bạn có thể tiến hành cài đặt Windows như bình thường nhé. Mình sẽ xóa hết toàn bộ mọi thứ ở trong ổ cứng đi. Được rồi, sau khi mà đã xóa ổ cứng thành công, mình sẽ ấn nút next. Và bây giờ mình sẽ đợi trong giây lát để cho quá trình cài đặt Windows diễn ra nhé. Được rồi, sau khi mà chiếc máy của chúng ta đã lên thì bây giờ các bạn sẽ ấn vào cái nút Yes để tiếp tục thiết lập nhé. Rồi, và bây giờ các bạn sẽ nút Next tiếp giúp mình. Rồi, các bạn ấn Skip. Và cái phần kết nối Wi-Fi này các bạn có thể bỏ qua luôn. Được rồi, và đây chính là giao diện chính của Windows 11 các bạn nhé. Đó, các bạn thấy giao diện chính này rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ kết nối Wi-Fi cho nó và mình sẽ tiến hành cập nhật các cái driver của máy nhé. Đó, bây giờ mình sẽ click vào cái mạng Wi-Fi này. Đó, mình sẽ bắt cái mạng Wi-Fi của mình. Rồi, mình sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi vào. Ok, và sau khi mà đã kết nối Wi-Fi thành công thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái nút setting ở đây. Sau đó mình sẽ vào cái phần là update nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ đợi nó update để hoàn tất cái quá trình. Và như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong cái quá trình cài đặt Windows 11 lên những chiếc laptop đời cũ mà không hỗ trợ TPM 2.0 cũng như là không hỗ trợ Secure Boot. Nếu như các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình và tiếp tục theo dõi những video sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.